Đây là con F1 đang đập mồi này. Cái thì không hay lắm nhưng được cái tính tình cũng thích. Mình thấy F1 mà muốn chơi mồi á là không nên hấp tấp, nhất là ở cái độ tuổi của nó, với lại mình phải chọn tùy con mới chơi được, không phải con nào chơi cũng được. Chẳng hạn như con này là phải 12, hơn 12 tháng tuổi rồi. Cựa dài rồi mình mới đi tập nè. Năm ngoái là con gà tơ đang thay lông. Đó, tới năm nay là bắt đầu ảnh trưởng thành rồi, rồi thay tiếp đợt lông này, đợt lông thứ hai nè, mà vẫn còn chưa ổn định để chơi là biết rồi. Nên con F1 đòi hỏi là phải lông, nuôi lông, thuần lông, nó phải hai mùa thì chơi mới ổn ổn một chút. Chứ mình thấy có nhiều con tơ anh em cột rồi bỏ lên xe đi chợ, đi uống cà phê, đi này đi nọ. khó lòng mấy con tơ đó, khó lòng. Tại vì khi mà con tơ bắt đầu nó phát triển á, là cái giai đoạn đó là cực kỳ quan trọng để nó nhận thức cái thế giới, nó nhận thức cái môi trường, nó hoàn thiện cái bộ lông, cái bộ hình, cái con người của nó. Đúng không? Còn khi mà mình bắt vô trong cái thời điểm mà nó đang phát triển cực kỳ quan trọng nhất của một con gà rừng, đang thay xong, chưa xong cái bộ lông trưởng thành hoàn chỉnh á, mà mình bắt đầu mình đã cột chân rồi, mồng nó không phát triển nữa, nhưng mà nó sợ mà, lúc nào cũng teo tái tái. Rồi nó nghĩ cuộc đời này coi như là phế luôn cho mình. Tại vì sợ quá, ngày nào cũng sợ, ngày nào cũng bị bắt, sợ quá. Rồi nó cũng không có cái sự hăng hái nữa. Sợ gần chết lấy đâu mà đòi đá con này đá con kia. Mà đòi gáy, đâu có hăng sung đâu gáy. Cho nên là mọi người nên bình tĩnh, mình phải kiên nhẫn. Làm gì phải kiên nhẫn. Muốn chơi con F1 thì mùa này mua con tơ thì sáng năm mới chơi được, hy vọng là vậy. Thì phải để cho cái giai đoạn nó phát triển thành một con trống hoàn chỉnh, cho nó gọi là lông lá đầy đủ, cái tuổi đời đủ già. Qua cái năm mà mình không bẫy trước đầu tiên đó, cái năm mà nó còn tơ đó, thì mình cho nó cái vợ để nó cản, nó đạp mái, để nó biết được cái trách nhiệm của nó ha. Rồi xong cái hình hài nó hoàn thiện, bộ khung nó hoàn thiện, và cái đồ hăng nó có sẵn. Thì thậm chí là ngay chỗ cái lúc mà mình thả mái đó, thì nó gáy nó sung lên, thì mọi người có thể cho nó sổ được. Sổ dĩ nhiên là mình không có bắt ra mình sổ được, thì mình sẽ cho gà khác sổ dài chân rồi mình lùa chỗ khác, đơn giản vậy. Thì mình kéo dài như vài lần thì nó sẽ có cái kinh nghiệm chính ở cái chiến trường hơn, ở cái sàn đấu hơn, nó chịu đòn tốt, nó lì, nó gan dạ hơn. Rồi lòng vòng một thời gian nữa là bắt đầu nó thay lông. Hết mùa lông đầu tiên nó sẽ rớt lông, thì mình cho nó ăn đủ thức ăn tốt vô, đầy đủ vô, là bắt đầu nó bung lông mới, cái lứa lông thứ hai, cái lưới lông hoàn chỉnh thứ hai, bắt đầu cửa bắt đầu ra dài đó. Là gần xong lông đó là mình sẽ bắt mình tập dần dần là được. Thì khi bộ lông nó vừa hoàn chỉnh là đúng ngay chỗ cái thời điểm gà mò, gà ở ngoài nó đầu vô cái chế độ đi bẫy được. Bắt đầu gà ở ngoài nó cũng thay lông. F1 thì gà rừng rặt nó thay lông cũng tương đương với gà rừng rặt, cái thời gian, thời điểm với lại cái độ dài thay lông. Cho nên tới lúc đó mình sắp ra mình bắt, mình tập là ok rồi. Khi gà mình gần hoàn thiện lông là mình có thể đi bẫy được. Đó là cái chia sẻ chút xíu của mình thôi.
Còn cái vấn đề mà chọn con gà mới quan trọng nữa. Mọi người chọn là phải chọn những cái con như con này, để mình quay lại cái mặt này. Này con mắt đỏ, dĩ nhiên là chọn con mắt đỏ là nó mới gần gà rừng, do cái màu này là nó nóng quá nha mọi người, nắng quá cái màu của nó không có được, không được chuẩn. Nằm tắm nắng nó lạnh quá. Thấy như này nhoi quá. Mình nên chọn cái con mà có cái chồng đen đó, nó nhỏ, có chồng đen nó nhỏ và cái chồng đỏ nó to đó. Mọi người thấy cái chồng đen nó nhỏ, còn cái phía bên cái chồng đỏ nó to không đó. Thì đó nó phản ánh cái sự lì lợm gan dạ của con gà hơn. Đó là theo quan điểm của mình, thì mọi người nên chọn mấy cái con mà có cái kiểu như vậy. Chẳng hạn như cái chồng đen mà mọi người chọn nó nhỏ xíu xiu luôn, cái chồng trắng hoặc là cái chồng vàng nó bự, thì cái màu mắt thì tùy người. Cái chồng trắng gà vẫn hung chứ không phải là nó không hung, nhưng mà nó không có giống con mắt của gà rừng. Gà rừng là mắt cam với đỏ là nhiều, cho nên mình cũng khoái mắt cam với đỏ, mình không khoái. Tại vì về cái căn bản chơi gà rừng là do mình mê về cái hình thể và cái dòng gáy. Cho nên một cái con gà mồi mà nó càng giống cái con gà rừng bao nhiêu á, thì mình lại càng mê bấy nhiêu. Có nhiều anh á khoái con gà màu này màu kia ha. Rồi tại vì nó ít cho nên mình mới khoái vậy thôi, chứ thử nó nhiều coi nhìn nó bắt ớn. Rồi mắt này mắt kia, chân này chân kia, nhưng mà riêng bản thân mình là cứ càng giống con rừng rặt bao nhiêu mình càng khoái bấy nhiêu. Và giống đến mức độ là không thể nào mà khác hơn thì nó càng đã nữa, quá sức đã. Nó cảm giác trong người mình sở hữu được con gà nó quá đã, mà khi mà tập được nó dạng mà nó hung vậy nè, đó, nó hung như kiểu vậy thì thôi còn gì bằng nữa. Thích đá ghê, bữa nó đá cái ngay cổ đầu quá. Nên chọn cái hình thể, dĩ nhiên là cái mặt, con mắt phải đóng sâu rồi. Mọi người chọn mắt đóng hơi sâu xíu, nhưng mà gà rừng kêu chọn chọn như chứ. Chẳng hạn như mình vô trong một cái trại mấy trăm con thì còn chọn được, chứ người ta nhiều anh em mua cứ nghe được cái dòng gáy được là mua, còn không kịp đừng nói có đâu mà chọn được. Thì cái vấn đề đó nó lâu dài, mọi người hên xui sau này có gặp con như vậy thì mình mua về mình bẫy thì ngon. Mắt đóng hơi sâu xíu, cái mồng nó hơi ốp sọ. Chọn mấy con mồng hơi ốp sọ dễ thì nó sẽ xuyên gáy hơn. Với đặc biệt là cái phần mỏ. Cái phần mỏ của nó là nên chọn cái con cái mỏ ngắn thôi. Ví dụ như trong một cái bài đó là mấy cái con mặt hột xoài, mà có con mặt như gà siêu á, mỏ ngắn nó sẽ mau miệng hơn đó, mình thấy vậy. Nhưng mà cái con mà mỏ dài mặt cũng đẹp. Cô gái cũng vậy mọi người, cô gái thì cũng mỏ dài nó cũng cô gái, ngắn thì nó xiên hơn. Thì chọn được cái con này, cái phần đầu của nó thôi mọi người. Con gà rừng ấy chỉ chọn được phần đầu nó mỏng ốp sọ, rồi con mắt thì nó trắng hoặc là nó cam nhiều đúng không, rồi cái miệng thì nó ngắn, miệng ngắn nhỏ mảnh mai là nó chơi ok. Cái đó là nó mình thấy là phản ánh về cái độ xiên và cái độ lì của con gà. Rồi còn lại là chọn giọng thì tùy mọi người
cái xu hướng của mọi người thôi, tùy theo cái tính âm của mọi người, tính giác để mình cảm nhận và mình chọn. Giờ cũng xong xong rồi đó. Con này lúc đầu nó vỗ cánh cũng được, vỗ nghe binh 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 thích lắm. Và chơi vỗ cánh nó mới hay. Chơi chơi cánh với lại già về là phải biết gà mình phải lao, phải dụ rồi. Bữa trước mình có sở hữu con hay mà chuyển nó rồi bắt. Hết mùa anh kia nói quá thôi chia lại chậm. Năm nay gài lại để đi bẫy kiếm con bổi cho hai bữa, gặp con bổi hai bữa bắt không được uống kìa. Chứ phải như bắt được con đó là ngon rồi, gái hay, gần như cà lâm nhé. Mà giọng gà chuẩn lâu lắm rồi mới nghe được con hay vậy. Mà người ta đánh đông quá, mình đâu có kịp làm cái gì. Này hôm bữa có người, có cái ông kia ông quýnh mà hình như bắt chưa được. Để tập con này sung sung vô quýnh lại, phải bắt lại được con đó để làm nọc thì ngon. Rồi vậy ha, chia sẻ với mọi người chút. Sáng lạnh quá, sáng nay còn có chắc 15-16 độ, lạnh quá lạnh. Mang nó ra phơi nắng thì thấy cũng đẹp đẹp, quay chơi. Rồi chào người ha.